Không cần chờ đợi đến cuối tuần, ngay hôm nay, Hoàng Anh vòng 14 đã chính thức diễn ra và rất có thể sau khi vòng đấu này kết thúc, cục diện trên bảng xếp hạng giải đấu số 1 xứ sở sương mù sẽ xáo trộn cực mạnh. Tâm điểm của vòng đấu này chắc chắn thuộc về cuộc đối đầu giữa Man United và Arsenal. Ngưỡng mộ quỷ đỏ hẳn đã vui mừng khôn xiết khi vào đầu tuần, ban lãnh đạo Man United đã chính thức thông báo huấn luyện viên bậc thầy Ralf Rangnick sẽ cầm trịch đội bóng đến hết mùa giải này. Sau đó, chiến lược gia người Đức sẽ có thêm 2 năm làm cố vấn cấp cao ở Old Trafford. Chưa biết Rangnick có thể mang Man United trở lại với vị thế một đại gia tại Premier League hay không, nhưng dường như hiệu ứng từ nhà cầm quân được mệnh danh là cha đẻ của lối đá Jurgen Pressing này đã mang lại những kết quả tích cực cho quỷ đỏ. Đánh bại Villarreal 2 bàn không gỡ để hiên ngang tiến vào vòng knockout Champions League với tư cách đội đầu bảng. Bất ngờ giành một điểm trước Chelsea ngay tại thánh địa Stamford Bridge của đối thủ, thậm chí chính Man United mới là đội mở tỷ số trước. Dẫu lối chơi vẫn chưa có gì khởi sắc so với thời của Ole, vẫn còn đó những sai lầm ngớ ngẩn, nhưng có thể thấy tâm lý lẫn tinh thần của các quỷ đỏ đã hưng phấn hơn rất nhiều. Đặc biệt là những cái tên đã khiến các Manusian nhiều lần thất vọng từ đầu mùa. Sancho đã tìm lại niềm cảm hứng sau 2 trận liên tiếp nổ súng. Fred vẫn tấu hài, nhưng hoạt động vô cùng năng nổ và đóng góp tích cực khi có mặt trên sân. Còn bộ đôi Bailly và Lindelof chơi tốt ở tuyến phòng ngự. Tất cả dấu hiệu khởi sắc trên như màn chào đón ấn tượng dành cho tân huấn luyện viên Rangnick. Đáng tiếc rằng vì còn vướng mắc với giấy phép lao động tại Anh, cũng như những hạn chế đi lại vì dịch Covid, chiến lược gia người Đức vẫn chưa thể trực tiếp chỉ đạo các học trò mới tại trận đấu với Arsenal tới đây. Trong lúc chờ Rangnick chính thức cầm sa bàn tại Old Trafford, người hâm mộ quỷ đỏ sẽ tiếp tục đặt kỳ vọng vào huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick. Carrick chẳng biết có tham khảo từ ai đó không, nhưng đã đưa ra những quyết định táo bạo về mặt nhân sự. Từ cất Rashford, Bruno trên ghế dự bị ở trận Villarreal, cho đến mạnh dạn đẩy Ronaldo khỏi đội hình xuất phát cho trận cầu Super Sunday với Chelsea. Và trận đấu sắp tới, Carrick sẽ đưa ra đấu pháp táo bạo nào để đối đầu với Arsenal, nhất là khi pháo thủ đang có phong độ thăng hoa hơn bao giờ hết. Dẫu trận thua đậm trước Liverpool 2 tuần trước cho thấy nửa đỏ, thành Bắc London vẫn chưa thể ngồi chung mâm với các đại gia top đầu. Nhưng vị trí thứ 5 cùng 23 điểm trên bảng xếp hạng cho thấy đoàn quân của Arteta là ứng cử viên hàng đầu cho một suất vào top 4. Chiến thắng trước Newcastle cuối tuần qua là lần thứ 9, Arsenal không để thua trong 10 trận gần nhất. Những bản hợp đồng từ phiên chợ hè đang dần chứng tỏ giá trị của mình. Ben White, Tomiyasu hay Aaron Ramsdale đều chơi cực hay ở những vòng đấu vừa qua. 6 lần gặp nhau gần nhất, pháo thủ đều bất bại trước quỷ đỏ. Liệu kết quả lần này có khác? Nếu chỉ nhìn vào vị trí trên bảng xếp hạng, dường như lữ đoàn đỏ chưa cần đá cũng cầm chắc 3 điểm. Top 14 thì sao nói chuyện được với top 3? Nhưng đây là Ngoại Anh, là nơi không lường trước được điều gì và đối thủ sắp tới của Liverpool lại là người hàng xóm Everton. Dù cho vận đổi sao rời, các trận derby Merseyside luôn ẩn chứa những điều bất ngờ. Cần nhớ rằng tại Premier League 3 mùa vừa qua, Everton chỉ thua duy nhất một trận sau 6 lần đụng độ Liverpool. Tất nhiên ở cuộc chạm trán sắp tới, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ. Sở hữu hàng công với những họng pháo thuộc hàng top Ngoại Anh, Liverpool là đội duy nhất chưa từng tịt ngòi từ khi mùa giải 2021-2022 khởi tranh. Ngay cả những Chelsea, Man City hùng mạnh cũng không thể giữ sạch mảnh lưới khi đối đầu với những Salah, Mane hay Jota. Tính riêng tại Ngoại Anh, Liverpool đã ghi 39 bàn sau 13 vòng, trung bình 3 bàn mỗi trận, đó là hiệu suất không tưởng tại giải đấu được xem là khắc nghiệt nhất hành tinh. Dĩ nhiên vẫn còn đó những vấn đề đang chờ Jurgen Klopp giải quyết, nhưng việc thiếu hụt một tiền vệ trung tâm chất lượng hay những lỗ hổng phòng ngự ở hai hành lang cánh khi các hậu vệ thường xuyên dâng cao. Tuy vậy, dám chắc rất ít người dám đặt niềm tin vào việc Everton sẽ làm nên chuyện trước gã hàng xóm vĩ đại tại vòng 14 này dù họ được đá trên sân nhà. Thầy trò huấn luyện viên Benitez mới chỉ giữ sạch lưới 3 trên 13 trận đã đấu. Quá khó để họ có trận thứ tư làm được điều này khi đối đầu với hàng công khủng như Liverpool. Everton hiện đang lao dốc không phanh khi không thắng 6 trận liên tiếp và rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng. Có thể thấy hậu quả từ việc thắt lưng buộc bụng và chỉ mang về các thủ bị xem là hết thời của Everton đang khiến nửa xanh vùng Merseyside phải trả giá. Cộng thêm cơn bão chấn thương càn quét trụ cột 3 tuyến, Everton không có cách để né tránh cuộc khủng hoảng hiện tại. Một chiến thắng là điều có thể dự đoán dành cho Liverpool, nhưng như đã đề cập, thành tích đối đầu ở những trận trước đây không đứng về phía lữ đoàn đỏ. Hơn nữa, không ít lần Liverpool đánh rơi điểm trước các đội chiếu dưới ở mùa giải năm nay. Vì vậy, nếu muốn bám đuổi Chelsea và Man City trên bảng xếp hạng, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp không được phép chủ quan trước trận derby vùng Merseyside. Trận hòa bất ngờ trước Manchester United khiến Chelsea bị các đội bám đuổi rút ngắn khoảng cách đáng kể trên bảng xếp hạng. The Blue hiện chỉ hơn Man City và Liverpool vỏn vẹn lần lượt là 1 và 2 điểm. Đoàn quân huấn luyện viên Tuchel sẽ buộc phải giành chiến thắng tại vòng 14. Đối đầu với Watford,
đội chỉ đang hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận là cơ hội không thể tốt hơn để Chelsea có được điều mình muốn. Chơi trên sân khách không phải là trở ngại đối với The Blue khi họ đã thắng 5 và hòa 1 sau 6 lần hành quân xa nhà kể từ đầu mùa. Hai trận gần nhất thi đấu ở Vicarage Road, nhà đương kim vô địch châu Âu đều lấy trọn 3 điểm. Nếu được ra sân sớm hơn Man City và Liverpool là cơ hội để câu lạc bộ thành London gây sức ép lên hai kình địch. Với dàn nhân sự chất lượng hơn hẳn đối thủ cũng đủ để các cổ động viên của Chelsea an tâm về một chiến thắng tưng bừng cho đội bóng còn cứng. Bài toán cho Tuchel lúc này có lẽ là làm sao giữ sức cho các cầu thủ nhằm chuẩn bị cho trận đấu với West Ham ở vòng 15 sẽ diễn ra vào thứ bảy. Ở chiều ngược lại, trận đại thắng Man United 2 tuần trước chỉ giống như một phút huy hoàng rồi chợt tắt của bầy ong. Bởi vòng 13, Watford đã thua tan tác trước Leicester, khiến họ dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 16. Phong độ mà các thủ chủ nhà đã thể hiện thật sự rất bết bát. Trận thua vừa rồi cũng đã là trận thua thứ 8 sau 13 vòng đấu vừa qua của tân binh Premier League năm nay. Khi được đá trên sân nhà, Watford cũng không thể hiện tốt. Họ mới thắng 2, hòa 1 và thua 3. Đây là một giai đoạn với lịch thi đấu đầy khó khăn dành cho đội chủ sân Vicarage Road sau khi đụng độ Arsenal, Man United và Leicester trong 3 vòng gần nhất. Họ sẽ phải tiếp đón Chelsea và Man City. Sân nhà cũng chẳng phải điểm tựa vững chắc của thầy trò huấn luyện viên Ranieri, bởi họ đã thua 3 trên 6 trận và thủng lưới trung bình 2 bàn trên 1 trận khi được chơi tại đây trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Chưa kể hàng loạt trụ cột của Watford như là Etebo, Kabasele, Enkulu đang chấn thương. Quá khó để họ nghĩ đến việc làm nên bất ngờ trước Chelsea. Nếu trận đấu này diễn ra vào 3-4 tuần trước thì có lẽ một chiến thắng dễ dàng sẽ được dành cho Man City. Nhưng kể từ khi Steven Gerrard tiếp quản chiếc ghế nóng tại Villa Park, Aston Villa đang cho thấy sự khởi sắc khi mà họ đã giành trọn 6 điểm trong 2 trận đấu gần nhất. Ngoài ra lối chơi của The Villa hiện tại cũng đã trở nên đẹp mắt hơn. Đội chủ sân Villa Park đã tạo ra khoảng cách 7 điểm với nhóm xuống hạng. Cuộc cách mạng của Gerrard sẽ cần thêm thời gian để chứng minh sự hiệu quả. Nhưng những thay đổi bước đầu cho thấy các thủ bắt nhịp nhanh và áp dụng đúng những gì huyền thoại của Liverpool truyền tải. Điều này khiến cho cuộc đối đầu với Man City sắp tới trở nên hấp dẫn và khó đoán hơn. Tất nhiên hai thắng lợi vừa qua chưa nói lên quá nhiều điều khi mà đối thủ của họ chỉ là Brighton và Crystal Palace. Thử thách cực đại đối với Gerrard và các học trò sẽ đến ở trận đấu với Man City tới đây. Huấn luyện viên Pep Guardiola cùng các cổ động viên Man Xanh vừa nhận tin vui khi Kevin De Bruyne đã âm tính với Covid. Tất nhiên tiền vệ người Bỉ chưa thể ra sân vào rạng sáng thứ năm này. Ngoài ra Laporte cũng sẽ vắng mặt do nhận đủ 5 thẻ vàng. Ferran Torres chưa bình phục chấn thương, còn khả năng thi đấu của những Juris, Foden và John Stones vẫn còn bỏ ngỏ. Dự kiến đây sẽ là chuyến làm khách không hề dễ dàng cho đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola. Trong bối cảnh Arsenal hành quân đến sân Old Trafford, đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để West Ham củng cố vị trí thứ tư của mình. Khoảng cách của họ đến với Arsenal đứng sau chỉ là hiệu số bàn thắng bại. Hai trận thua liên tiếp đã khiến The Hammers kém đội xếp thứ 3 là Liverpool 5 điểm và họ có thể tụt hạng thêm nếu không thắng ở cuộc đụng độ với Brighton. Việc được trở về sân nhà đem lại rất nhiều lợi thế cho đoàn quân huấn luyện viên David Moyes. Hai lần đón khách gần đây họ đều giành chiến thắng, thậm chí bại tướng của West Ham ở hai trận đấu kể trên là hai đại gia Tottenham cùng Liverpool. Trong khi đó Brighton sau giai đoạn đầu mùa thăng hoa thì đang tụt dốc không phanh. Liên tiếp 9 lần ra sân gần nhất xét trên mọi đấu trường, Brighton không thắng mà hòa 7 và thua 2. Lần gần nhất 7 chim mỏng biển có được niềm vui diễn ra vào cuối tháng 9 trước Swansea tại Cúp Liên đoàn Anh. Tại mặt trận sân khách, 5 chuyến hành quân xa nhà vừa qua Brighton cũng chỉ biết đến hòa và thua. Đáng báo động hơn khi mà hai lần ra sân gần đây hàng công của Brighton đều tịt ngòi. Có lẽ không khó để West Ham giành trọn 3 điểm tại sân nhà trong trận đấu sắp tới. Trận đấu giữa Tottenham và Burnley vào chủ nhật đã bị hoãn do tuyết rơi quá dày. Vì vậy gà trống có thêm thời gian nghỉ ngơi cho trận gặp Brentford. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Conte chưa thể giúp Tottenham chuyển mình như người hâm mộ kỳ vọng. Bản thân chiến lược gia người Ý cũng đã lên tiếng rằng tình hình tại Tottenham tệ hơn ông nghĩ. Hơn lúc nào hết Tottenham cần một chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Ở chiều ngược lại, Brentford đã phải căng sức để giành chiến thắng 1-0 trước Everton vào hôm 28 tháng 11 và họ có ít thời gian chuẩn bị cho trận đấu tới với Tottenham. Nhưng cần nhớ rằng bầy ong cực kỳ khó chịu khi đá với các đội bóng trong nhóm Big Six và họ hiện chỉ kém Tottenham đúng có 3 điểm. Nếu không cẩn thận, Tottenham hoàn toàn có thể đánh mất vị trí thứ 7 ở thời điểm hiện tại. Vòng đấu thứ 14 hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn. Cùng chờ xem cục diện Ngoại hạng Anh sẽ thay đổi ra sao khi vòng đấu này kết thúc.